Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về hai cái ứng dụng giúp các bạn có thể tham gia kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí và rút về cái ví PayPal của bạn nhé. Thì lâu lâu mình cũng sẽ cập nhật lại cho các bạn những cái ứng dụng nào hiện tại còn tham gia được nữa và kiếm tiền miễn phí. Cũng có khá là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là anh ơi, cập nhật cho bọn em một số những cái ứng dụng tham gia kiếm tiền về PayPal miễn phí đi. Thì cái video này hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn nhé. Hiện tại thì hai cái ứng dụng này tham gia kiếm tiền nó vẫn rất là uy tín và đến cái thời điểm bây giờ thì các bạn rút tiền vẫn rất là ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng đầu tiên để chia sẻ cho các bạn. Cái ứng dụng đầu tiên này thì nó là huyền thoại rồi nhá. Và đây là cái ứng dụng đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nằm trong hai cái ứng dụng mà kiếm tiền PayPal uy tín của mình thường hay chia sẻ và giới thiệu cho các bạn nhá. Cái ứng dụng này thì các bạn có thể tham gia làm khảo sát hoặc là chúng ta có thể xem những cái video ngắn ở đây. Số point của mình hiện tại đang có là 1.029 point ở đây. Nó tương đương với là hơn 1 đô các bạn nhé. Tính ra tiền Việt thì nó rơi vào tầm là 24 đến 25 nghìn tiền Việt. Sau khi mà các bạn cài đặt, các bạn mở lên thì các bạn liên kết cho mình cái ứng dụng này với cái tài khoản Gmail của các bạn. Sau khi mà liên kết xong ấy, nó sẽ có phần nhập mã giới thiệu. Hoặc là các bạn có thể ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Ở đây nó sẽ có dấu ba gạch nhá. Các bạn mục phần dấu ba gạch, sau đó các bạn mục phần invest ở đây cho mình này. Nó sẽ có một cái phần để chúng ta có thể nhập mã code và các bạn có thể nhận được cho mình là 30 cái đồng coin đây nhá. Đây nó sẽ có cái phần nhập mã code ở đây. Các bạn ấn vào đây, sau đó các bạn nhập cho mình cái mã đó là 207 này, 1017 để các bạn có thể nhận được cho mình là 30 cái điểm coin đây. Càng kiếm được nhiều cái số điểm coin ở đây thì cái số lượng quy đổi ra USD của bạn nó sẽ càng nhiều nhá. Rồi đấy là cái phần đầu tiên, tiếp theo mình sẽ sang cái phần thứ hai. Như lúc đầu mình đã chia sẻ cái ứng dụng này là cái ứng dụng làm khảo sát cũng như là xem video. Nếu mà bạn nào mà tham gia kiếm tiền ở trên cái ứng dụng này các bạn cũng biết đến rồi. Đây là một cái ứng dụng làm khảo sát kiếm tiền nó cực kỳ là uy tín và hoàn toàn là miễn phí. Có khá là nhiều khảo sát ở đây để các bạn có thể tham gia và làm đây cho mình này. Tổng cộng có tới là 13 cái mục khảo sát nhé. Thì các bạn có thể vào từng ô một để kiểm tra. Cứ cái ô nào mà có khảo sát thì các bạn có thể tham gia. Đây giả sử nhà mình sẽ vào cái ô tách AD ở đây này. Ô tách AD ở đây nhá để mình có thể kiểm tra cho các bạn. Ở trong cái mục ô tách AD này thì ở đây các bạn để ý nhá, tham gia một cuộc khảo sát đây nhận lên tới là 156 điểm point đây. Nó tương đương với là 0,156 đô ấy. Còn đây là 0,3 đô nhá. Nó rơi vào tầm là 300 point đây. Bên cạnh đó có khá là nhiều này. Để các bạn có thể nắm rõ và tham khảo ở đây cho mình. Đây là cái phần đầu tiên nhá. Rồi tiếp theo mình sẽ sang cái phần thứ hai đây. Phần thứ hai nếu mà để tham gia kiếm ở đây ấy, thì các bạn để ý này mục SuVCX ở đây này. Chúng ta ấn mục phần SuVCX ở đây. Ở trong cái mục SuVCX này thì nó sẽ có cái phần đó là làm khảo sát trong cái số phút mà nó yêu cầu nhá. Ví dụ như là cái khảo sát này là 10 phút nó yêu cầu thì chúng ta làm khoảng độ tầm 12 đến 13 phút. Nếu mà các bạn hoàn thành chúng ta sẽ nhận được là 138 coin đây. Chúng ta tham gia những cái khảo sát nào mà nó đánh giá 5 sao ở đây này cho mình này. Nó hiện màu vàng đánh giá 5 sao ở đây này. Là những cái khảo sát này nó rất là uy tín. Kiểu như là nó trả thưởng cho người tham gia làm ấy rất là nhiều nhá. Rồi các bạn kéo xuống này. Còn những cái khảo đây có một cái khảo sát nữa này. Bên dưới này còn có một phần nữa, cái khảo sát này còn được 46 phần đánh giá này, cho thấy cái khảo sát này cũng khá là ok để các bạn có thể tham gia và tham khảo này. Ui, các bạn để ý này, khảo sát này là 123 bảng xếp hạng và cộng lên tới là 255 point đây. Đấy quá là tuyệt vời nhá, để các bạn thể tham khảo ở đây cho mình. Cái mục này thì rất là nhiều khảo sát và rất là nhiều những cái khảo sát uy tín để chúng ta tham gia. Bên cạnh đó còn rất là nhiều. Đây để các bạn thể nắm rõ ở đây cho mình nhá. Rồi, tiếp theo các bạn sang mục tách ở đây này. Những cái mục bên này là đa số xem những cái video ở đây. Và mỗi một cái video ở đây các bạn có thể nhận được là một điểm point nhá. Tiếp theo sang cái mục play ở đây. Đây các bạn chọn vào những cái video ở đây này nó có rất là nhiều. Đấy, càng xem những cái video này nhiều thì cái số lượng điểm point các bạn nhận được nó sẽ càng cao và nó sẽ cộng lên đây cho các bạn. Từ cái số lượng điểm point này nó sẽ chuyển sang cái số dư của bạn bên kia nhá. Rất là đơn giản thôi.
Rồi sang cái mục đó là mục bảng xếp hạng ở đây. Mình sẽ ấn mục phần bảng xếp hạng ở đây nhá. Hiện tại chưa có bảng xếp à đây, bây giờ nó mới loát ra này. Bảng xếp hạng này là dành cho những người nào mà làm khảo sát thì nó trả điểm mà nó sẽ hiện lên ở đây này. Có khá là nhiều người. Cái ứng dụng này thì ít người Việt Nam tham gia, mình thấy dạo trước thì có nhiều, dạo này thì không thấy có mấy. Đa số toàn người nước ngoài thôi, người ta làm khảo sát, họ trả điểm point khá là nhiều. Có một cái điểm nếu mà các bạn muốn xem cái khảo sát nào uy tín ấy, thì các bạn có thể vào đây, các bạn xem những cái mục đây này, là những cái người này người ta hay làm ở những cái khảo sát nào. Đây mình thấy này, cái khảo sát này này, khảo sát này là nhiều người làm và trả được điểm này. Đấy, có cái hình mũ và cái kính này, tách AZ à, tách AZ đây mình sẽ quay sang này, tách AZ ở đây không có nhỉ, ở đây nó chưa cập nhật cho mình này, còn ở bên này sao có nhỉ. Để tách AZ để các bạn để ý nha, khảo sát tách AZ này người ta kiếm được rất là nhiều này, ở bên mình thì chỗ này thì nó chưa cập nhật nhá. Có không thì chúng ta tham gia những khảo sát khác cũng được, đấy rất là nhiều những khảo sát khác. Đây có khá là nhiều khảo sát tách AD này, rồi một số khảo sát bên trên này nữa nhá. Bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Rồi đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là làm những cái mục khảo sát ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là phần rút tiền ở đây. Các bạn mục phần dấu ba gạch ở đây này, sau đó các bạn ấn mục phần shop ở đây cho mình nhá. Mình sẽ ấn mục phần shop ở đây này. Ở trong cái mục shop này thì nó có khá là nhiều cổng, thì các bạn chọn cho mình đó là cổng PayPal, bởi vì min rút ở đây nó khá là thấp, chỉ có 1 đô thôi là các bạn có thể rút được rồi. Đây các bạn chọn vào đây cho mình này. Với cái số point của mình hiện tại thì nó rơi vào tầm là 1.03 đô. Các bạn ấn vào đây, sau đó các bạn điền cho mình cái Gmail ví PayPal vào nhá. Nó xử lý cho chúng ta trong vòng là 48 giờ. Cái ứng dụng này thì nó cực kỳ là uy tín rồi. Sau khi rút xong các bạn sang cái mục đó là mục Victory gì đây này. Đây, mình sẽ ấn mục phần Wallet ở đây nhá, Wallet này. Các bạn ấn mục phần Wallet ở đây nhá. Đây là cái phần lịch sử mình đã rút thành công khá là nhiều rồi. Tính ra mình rút gần được 100 đô ở trên cái ứng dụng này rồi, toàn rút về PayPal thôi. Đây các bạn để ý này, khá là nhiều nhá. Hiện tại thì nó vẫn rất là uy tín, nếu mà bạn nào mà tham gia kiếm tiền trên cái ứng dụng này thì các bạn cũng biết đến cái độ uy tín ở trên cái ứng dụng này rồi nhá. Rồi mình quay trở lại này. Thì đây là cái ứng dụng đầu tiên nằm trong hai cái ứng dụng mình cập nhật cho các bạn kiếm tiền miễn phí và rất là uy tín nhá. Bây giờ mình sẽ sang cái ứng dụng thứ hai. Còn đây là cái ứng dụng thứ hai nhá, mình mới rút thành công được về tiếp là 10 đô ở đây rồi, nó đã báo là thành công ở đây rồi nhá. Hiện tại thì có khá là nhiều người đang chia sẻ về cái ứng dụng này bởi vì tham gia kiếm tiền rất là uy tín và đặc biệt hoàn toàn là miễn phí này, và cũng có rất là nhiều bạn đã kiếm được một cái số vốn nho nhỏ ở trên cái ứng dụng này rồi, và min rút ở đây nó cũng chỉ có 2 đô thôi, nó hơn ở cái ứng dụng trước 1 đô. Cái ứng dụng trước là 1 đô và ứng dụng này là 2 đô. Đấy, min rút hai ứng dụng này nó cực kỳ là thấp, 1 đô với 2 đô là các bạn có thể rút được rồi. Đây mình rút 5 đô, 5 đô này, 10 đô, 20 đô rồi. Đấy, rơi vào tầm là 30 đô nhá, 30 đô trên cái ứng dụng này. Đây là cái ứng dụng giúp các bạn thể tham gia trồng cây và kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí nhá. Khi mà các bạn tải cái ứng dụng về, nó sẽ có một cái phần nhập mã code để các bạn thể nhận được ở đây là 1.000 cái quả táo đây nhá. Đây mình sẽ sang cái phần đó này. Các bạn cài đặt xong cái ứng dụng nhá, các bạn là liên kết với cái tài khoản Gmail, nó sẽ có một cái phần nhập mã code, thì các bạn điền cho mình cái mã code đó là EIU27S ở đây để chúng ta có thể nhận ngay cho mình được 1.000 cái điểm point này nhá. Nếu mà các bạn không nhập cái mã code này thì các bạn sẽ không nhận cho mình được 1.000 cái điểm point này đâu. Để mà tham gia làm nhiệm vụ mà kiếm được 1.000 cái điểm point này nó khá là lâu ấy, nên là các bạn có thể là nhập và nhận luôn ở đây cho mình này. Rồi mình sẽ ấn vào đây để nhận. Còn cách thức tham gia kiếm tiền ở trên cái mục này ấy, thì nó cực kỳ là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đây có một cái hạt giống nhá. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ chuyển lên cái cây này của các bạn này. Sau đó các bạn có thể tưới nước và bón phân ở đây cho mình. Càng tưới nước, bón phân nhiều ấy, cái cây của các bạn nó ra quả rất là nhiều ở đây này. Đấy, sau đó các bạn ấn vào đây để thu hoạch. Và cái quả của các bạn nó sẽ chuyển lên đây cho các bạn để các bạn thể tham gia và rút tiền. Để mà các bạn tưới được nước và bón phân ở cây ấy, thì các bạn có thể là tham gia kiếm cái đồng kim cương đây này, ấn mục phần kim cương đây nhá. Và để kiếm được một cái đồng kim cương này thì các bạn cần phải xem một cái video ngắn ở đây. Mỗi một cái video này thì trong khoảng là 30 giây các bạn sẽ nhận được là một cái đồng kim cương này nhá. Sau khi mà các bạn đã tích đủ được cái kim cương, sau đó các bạn quay trở lại đây này.
Các bạn có thể mua bình tưới nước này hoặc là mua phân bón để các bạn thể bón cho cái cây của bạn nó phát triển hơn nhá. Và từ đó cái cây của bạn nó sẽ ra quả rất là nhiều và các bạn có thể thu hoạch, nó sẽ chuyển lên đây cho chúng ta nhá. Bạn nào mà có kinh nghiệm đi giới thiệu bạn bè nữa thì các bạn có thể ấn vào đây để chúng ta thể lấy cái đường link, sau đó các bạn thể đi giới thiệu bạn bè ở đây cho mình. Đây mình sẽ ấn một phần rút tiền nhá. Đây rút tiền đây, đây phần quan tâm nhất phải không? Đây là cái ứng dụng rút về PayPal. Min rút khá là thấp này, chỉ có 2 đô thôi, tương đương với là 20.000 cái quả táo ở đây. Min rút cao nhất ở đây là 250.000 quả táo, tương đương với là 25 đô. Và ở đây mình đã rút khá là nhiều lần rồi. Cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình rồi nhá. Hiện tại thì cái ứng dụng này nó cũng vẫn rất là uy tín và nó cũng nằm trong là hai cái ứng dụng ngày hôm nay mình chia sẻ và cập nhật cho các bạn. Bây giờ thì mình vẫn đã đủ min rút này, mình có thể rút được cái min này nữa này, mình có thể ấn vào đây nhá. Đây mình sẽ ấn vào đây này. Sau đó ấn một phần yes ở đây này. Đấy nó báo cho mình là xử lý trong vòng là 3 ngày nhưng mà không đến đâu. Chắc chỉ tầm 2 ngày thôi là cái số tiền này nó đã về ví. Và ở trên cái ứng dụng này nó trừ phí rất là rẻ, chỉ có 0,1 thôi nhá. Giả sử mình rút 2 đô này thì mình sẽ nhận được là 1.9 đô. Còn cái ứng dụng đầu tiên ấy thì mình rút lại không mất phí cơ. Đấy quá là tuyệt vời, để các bạn có thể tham khảo cho mình trên hai cái ứng dụng này nhá. Rồi thì video này mình cập nhật cho các bạn về hai cái ứng dụng giúp các bạn thể tham gia kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí và rút về ví PayPal của bạn. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo nhá. Mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ sang quay và trao quà cho những bạn may mắn nhất ở cái video đợt trước đây. Bây giờ thì mình sẽ dán cái đường link video đợt trước của mình ra đây nhá. Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu bình luận đây. Các bạn tham gia xem video trên kênh của mình ấy, các bạn có cơ hội nhận được cả phần quà nữa nhá. Video đợt trước của mình có 595 bình luận. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra những bạn may mắn nhất. Để tham gia nhận quà các bạn chỉ cần xem hết video, sau đó các bạn like rồi các bạn để lại bình luận ở mỗi cuối một cái video mình thường quay bình luận đó. Nếu mà bạn nào mà trúng thì kết bạn qua Zalo, mình sẽ gửi cho mỗi phần quà trị giá là 5k qua Momo nhá. Rồi xin chúc mừng bạn đầu tiên này. Bạn gì ơi này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra bạn thứ hai là Trương Minh Nhạn là bạn thứ hai nhá. Có cái tên khá là hay này. Bạn này còn tên là Thỏ Đế này. Đây là bạn thứ ba, hay quá đi thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra bạn thứ tư nhá. Không biết đặt tên là bạn thứ tư ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra bạn thứ năm, Nguyễn Văn Việt là bạn thứ năm này. Mình sẽ chọn ra bạn thứ sáu nhá. Rồi xin chúc mừng bạn Tết đến nơi rồi. Làm gì đã đến Tết, còn cách tầm 9 tháng nữa mới đến Tết mà. Rồi ngày hôm nay mình sẽ trao cho là 6 bạn nhá. Thì 6 bạn này chụp cho mình cái số thứ tự kèm theo đó là số Momo. Mình sẽ gửi cho mỗi bạn một phần quà. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn nhé.